tại một góc nhỏ dài trong con hẻm ở phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, người ta thường thấy một lớp học nhỏ dài lặng lẽ hoạt động, cứ đều đặn từ 18h45 đến 20h45 thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Đó chính là lớp học không đồng Ngọc Diệp, nơi chất chứa tình người. Anh Huỳnh Quang Khải, một hướng dẫn viên du lịch, xây dựng lớp học. Lớp học không đồng và tấm lòng của anh Khải. Lớp học tình yêu thương Ngọc Diệp mở ra lần đầu vào năm 2010, do anh Huỳnh Quang Khải, một hướng dẫn viên du lịch, xây dựng. Ròng rã suốt gần 10 năm, lớp học không đồng này đã giúp cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh gian nan, không đủ điều khiếu nại đến trường có cơ hội được học tập. Đa phần các em có độ tuổi dao động từ 7 đến 18 tuổi. Nét mặt hồn nhiên của các em. Tôi là trẻ mồ côi, mấy đứa nhỏ dại ở đây cũng đa phần trẻ mồ côi. Nên tôi biết được là tụi nó thiếu thốn tình yêu thương ác nghiệt lắm. Nên cái thứ nhất tôi yêu thương tụi nó là như vậy, cái thứ hai là tụi nó không có tiền để đi học. Cũng không biết tại sao mà tôi lại lập cái lớp học cho tới hiện nay nữa, anh Khải mỉm cười nói khi được hỏi về việc mở dạy lớp học tình yêu thương Ngọc Diệp. Từng trang sách, trang vở nơi các em có thể thực hiện giấc mơ của mình. Ở lớp, ngoài những môn như toán, tiếng Việt, anh Khải còn dạy một môn nữa, đó là môn nhân cách sống. Với anh Khải, anh luôn chú trọng về việc làm sao để dạy tụi nhỏ dại trở thành một nhân loại tốt, một người hữu dụng cho xóm hội. Mỗi em khi đến lớp đều phải mặc đồng phục, nhỏ nhắn nào học khá, học giỏi sẽ được thưởng giấy khen. Anh cũng thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động như cắm trại, trung thu cho các em. Anh Khải muốn tụi nhỏ dại của mình có được cảm giác giống như đang học ở trường chính quy. Do tính chất của công việc, có những lúc anh Khải phải đi đến tận 5, 6 ngày. Nhưng để việc học của các em không bị gián đoạn, Phi Tần Anh cùng cô Hồ Thị Nho, một giáo viên đã về hưu, sẽ thay phiên nhau dạy các em. Mỗi ngày, anh Khải luôn phải đắn đo, cân nhắc nhiều điều để tụi nhỏ dại của mình có thể kế tiếp được học mà không phải lo về tiền bạc. Nguồn quản phí để duy lớp chủ yếu đối đến từ tiền lương của anh Khải và Phi Tần. Có lúc, hai Phi Tần chồng anh đã phải bán đi số quà cưới của mình để lấy tiền duy trì lớp học. Anh Khải thân mật khuyên tụi nhỏ dại trước khi ra về. Chỉ mong bố mẹ tụi nhỏ dại hiểu mà cho chúng được đi học. Bên cạnh gian nan về mặt tài chính, có lẽ gian nan nhất đối với anh là áp lực đến từ gia đình các em. Các phụ huynh không phải ai cũng hiểu được tầm cần thiết của việc học. Vì vậy anh đã phải luôn thuyết phục họ, có khi lên đến 20 phụ huynh. Dẫu bắt gặp nhiều gian nan là vậy, nhưng anh vẫn khẳng định lớp học này sẽ duy trì mãi đến khi nào anh không còn tài năng nữa thì thôi. Giấy khen do lớp học tự thiết kế. Nhiều phụ huynh họ không hiểu được tầm cần thiết của việc học như thế nào. Họ có cái suy nghĩ rất là tiêu cực là chỉ cho con họ học để biết chữ chứ không có cho con học để lấy bằng cấp. Cứ đến độ tuổi 13, 14 gì đó thì cho nghỉ học rồi đi làm. Vì cuộc đời của họ sáng sủa mở mắt dậy là đi làm, tối đi về rồi tới tháng lấy lương, họ cứ biết như vậy và con họ cũng sẽ như vậy. Như một cái dòng luẩn quẩn, anh Khải nói. Lớp học tình yêu thương Ngọc Diệp, nơi chắp cánh những giấc mơ. Các em xếp hàng trước khi vào lớp. Mặc dù học sinh ở lớp đều có hoàn cảnh gian nan, nhưng các em ai cũng có ý thức học tập tốt, đi học toàn vẹn và rất biết vâng lời. Có nhiều em cứ khiến anh nhớ mãi, có một đứa mà hiện nay tôi luôn nhớ tới nó, nhỏ nhắn này tên Linh, nó mất rồi, nhỏ nhắn là một học sinh khá và ngoan nhất cái thời điểm đó là năm 2012. Nó biết tôi thích ăn bánh bò lắm, ngày nào nó cũng mua bánh bò mà nó không dám đưa cho tôi, lúc nào cũng nhờ mẹ tôi đưa dùng, nói đến đây giọng anh Khải trầm xuống. Những bức tranh do các em tự tô màu. Khi được hỏi về ước mơ, em Tiêu Thị Khánh Ly 13 tuổi, hiện đang học lớp 3 ở lớp học cho biết, em mơ ước được làm y sĩ để trị cho những người nghèo không có tiền. Và em muốn sau này có thể trợ giúp thầy gì ở đây, thầy dạy tụi em và yêu thương yêu tụi em như con của mình. Thầy cho tụi em ăn nhiều đồ ăn ngon mà trước giờ em chưa được ăn, dạy cho tụi em những cái mà tụi em chưa biết. Thư viện của lớp là một cái giá sách nhỏ dại.
Tính đến nay, đã gần 10 năm trôi qua, nhiều mới học sinh đã tốt nghiệp, anh vẫn kiên định giảng dạy chỉ với mong muốn rằng các em sau này sẽ có được một công việc ổn định. Anh chỉ hy vọng lớp học sẽ ngày càng phát triển, để các trẻ em có hoàn cảnh gian nan có thể biết đến và theo học cái chữ. Anh Khải cũng hay làm trò khiến tụi nhỏ dại mỉm cười thích thú. Và cứ như vậy, căn phòng nhỏ dại đơn sơ gần 5 mét vuông, gần 50 đứa trẻ vẫn đều đặn bê a đọc từng bài giảng của người thầy nhân hậu dịu. Chỉ mong rằng, tất cả tụi nhỏ dại đều tìm thấy cho mình một ước mơ, trở thành một người tử tế, hữu dụng cho xóm hội. Như điều thầy Khải Hằng mong muốn.